когда попали первый раз, первый день мы ехали по дороге, то и дело они показывали, ну, лица с макетом. Да, смотрите на собачку, и пожалуй, на курсе у меня. Но когда я увидела эти шины, бои в официальном сборе, когда привязывали шкуру и... Лезет. Это ж собака, не обезьяна. Вот как. Образу сюда не полезет. Это встало что-то. Con gấu thấu quá nhảy xuống lên. Này là chứng kiến rồi du lịch nước ngoài nha. Này là hai con. À. Так что вот этот свой такой, да? Pick mop. Thì hồi nãy xác định con chó Tây Quốc thì gồm 6 tiêu chí. Cái bàn chân này thì là tiêu chí thứ 6 của nó. Chân dịch đúng không? Dạ. Tiêu chí thứ nhất của nó là phải xuất xứ từ Phú Quốc. Còn tiêu chí thứ hai của nó là trên lưng mỗi con đều có sấy. Và tiêu chí thứ ba, cái lông của loài chó này là nó không quá 2 cm. Dạ, đó là cái sấy của nó nè. Cái sấy kia bằng sấy bàn. Cái bàn tiêu chí thứ 4 của nó, cái dáng của nó là ngực nở eo thon. Còn tiêu chí thứ 5 của nó là đuôi phớt nó tay phẳng. Đuôi phớt nó tay nó dẫm lên. Như sao con bằng bơi ha. Dạ. Thì sấy nó cũng có nhiều loại sấy lắm, như là sấy kiếm, sấy kim, sấy bàn. Sấy nào đẹp nhất? Nói chung tùy theo mình thôi. Nhưng mà thường là mẹ ở đó mình tập dụng tình cũng được. Con cá không đứa mình tập tình. Có người thích cái kiếm, có người thích cái kim, có người thích cái vàng. Nhưng mà gốc của nó là sấy gì? Gốc nguyên thủy nó là sấy gì? Ba sấy chính nữa. Đó, đây là chó này, đây là đỏ kìa. Đây là chó nhốt phối gì giống hả? Cái khu khách đặc biệt này, chúng tôi xin được phép kính mời quý khách vui lòng về phía đây này. Sở đi hành từ cơ địa hình, chúng tôi sẽ phục vụ quý khách bằng một lượt cơ địa hình cho xoay khu vực. Lượt cơ này gồm có 60 viên vị. Sau khi quý khách xem xong lượt cơ địa hình cho xoay khu vực, chúng tôi sẽ có hướng dẫn cơ lừa đưa quý khách tiếp tục về phía tay phải của khách này là lối đi tham quan để xem những tiết mục kế đẹp. Kính thưa quý khách, sở đi hành từ cơ địa hình chúng tôi hôm nay gồm có hướng dẫn cơ lừa A bản. Xin cảm ơn dẫn chương trình Nguyễn Trung xin giới thiệu chúng mình đi đứng ngang đó, xin cảm ơn và huấn luyện đó hoàn hảo, xin cảm ơn đã trực tiếp điều khiển các vận động viên của mình ra trường thi đấu để phục vụ quý khách. Đó, đây chuẩn bị nè, đang chuẩn bị đua này đấy. Huấn luyện viên đang cho nghỉ ngơi chuẩn bị đua đấy. Đây là làm hết rồi nha. Đây là đó, khi đã được nguyện vào thi đấu, chúng tôi không mang số lệ
Giờ bắt đầu nhặt cho, kêu đi nhặt cho.
Đây là ngày nha. Đây ở đây cho làm coi. Đầu giờ tôi hướng dẫn tiết mục nhặt rác này. Thì sẽ cho một chú chó có nhiệm vụ là nó chạy tới. Да, вот я. Они убираются. Ну, вот здесь как у нас. И даже. Уронил сразу потом. Con này con này. Молодец, да? Trước khi nhặt rác anh đá anh nghe. Rồi đi, lấy về. Lên. Này. Thấy không? Làm gì hết rồi. Làm gì không? Qua đây. Qua đây. Qua đây. Kêu nó lượm rác bỏ lên rồi nó lượm chai bỏ lên. Молодец какой, да? Хорош. Как тебя зовут? Рай, Дэдэп. Дэдэй. Дэдэй. Ủa đi về. Dạ. Đi. Đang lượm miếng rồi. Nha. Rồi. Bỏ đây. Kiệt. Bỏ bỏ đây. Bỏ vô. Mỗi lần mà nó đinh về là cho anh một miếng. À, nó cái mùi của mình nó có các bạn thì. À, rồi, xong rồi nào. Con này khôn này. Để cho đặt ăn. Đó sẽ sắp dùng cái này xuống. Rồi. Đây là trong tiết mục chó nhặt rác. Dạ, con nó chưa nói thiên nó lắm. Con này chưa huấn luyện ăn. Chưa đặt không? Đây là nhốt riêng từng cặp phối giống chưa đang quá trình phối bà con à. Đây là đàn đi xuống này. Đấy, các bạn thả hồn về bờ suối nha.
cây nhốt viên này. Mình đã đem con trà cái chó của quốc à, về đi like à, về đi cũng xí nhưng mà đi like đi nhốt con cầm được cầm lên nhốt là nó phối giống riêng. Thằng đeo đi Phú Quốc là gì? Con này là giống Phú Quốc à, dính này con này giống như chị tối cáo à. Mày xin lỗi.